Mình tên là Hiền, năm nay mình 30 tuổi. Địa chỉ của mình là ở số 1 thôn 1 làng cổ Bát Tràng. Răng của mình trước đây ấy, là nó hơi bị hôm, kiểu cái răng nó hơi kiểu kênh lên ấy, với cả cái kích thước răng nó to hơn so với bình thường ấy. Trước đây thì mẹ mình đã từng làm răng ở nha khoa Dr. Cường rồi ấy, thì mình cảm thấy là cái chất lượng ở đây khá là ok, cho nên là mình đã đến để được bác sĩ tư vấn và mình cảm thấy chất lượng rất là tốt nên mình đã quyết định là niềng răng ở đây. Khi đến với nha khoa Dr. Cường thì mình cảm thấy là nhân viên rồi đến bác sĩ, những người làm đều rất là kiểu tốt ấy, tức là cái thái độ rất là thân thiện và nhiệt tình. Mọi thứ kiểu như là hướng dẫn cho mình rất là cặn kẽ để mình có thể áp dụng vào để chăm sóc răng miệng và tư vấn rất là kỹ về những cái vấn đề về răng miệng của mình. Sau khi sử dụng dịch vụ thì và làm răng ở đây thì mình cảm thấy rất là tốt, mình không có các cái hiện tượng đau răng hay là kiểu như là kể khi mà mình nhổ răng xong mình cũng không có bị sốt hay bị đau nhiều, mình không cần phải sử dụng thuốc giảm đau nữa. Mình cảm ơn đội ngũ bác sĩ và nhân viên của nha khoa Dr. Cường đã giúp mình có một cái hàm răng đẹp hơn để mình tự tin hơn trong giao tiếp và có thể tự tin cười. Mình chọn niềng răng mắc cái sứ bởi vì là cái tính thẩm mỹ của nó nữa. Cái tính thẩm mỹ của nó là đầu tiên, bởi vì là niềng răng bằng mắc cái sứ thì khi mà mình niềng răng người đối diện nếu mà không nhìn kỹ gần như là không nhìn thấy là mình niềng răng, tức là người ta phải nhìn thật kỹ hoặc là nhìn gần thì mới nhìn thấy. Và thứ hai nữa là nó không bị kiểu như là mắc, nó không có bị những cái nhược điểm của mắc cái kim loại là mình ít bị kiểu như là mắc xây xước ở trong cái khoang miệng của mình, mắc những cái kiểu môi hay là lợi của mình vào trong cái mắc cài này dẫn đến bị kiểu như là tổn thương ở trong khoang miệng. Trước khi dán gắn mắc cài thì mình có hơi suy nghĩ về vấn đề là kiểu như là cái độ tuổi răng của mình nó cũng là mình là răng trưởng thành rồi thì mình sợ là nó sẽ không được hiệu quả như các bạn kiểu như nhỏ tuổi răng vẫn đang phát triển ấy. Nhưng mà khi mình làm thì mình cảm thấy là hiệu quả rất là tốt, bởi vì răng mình vào và nó làm cho cái khuôn mặt, cấu trúc khuôn mặt của mình nó cũng thay đổi và là nhìn cái khuôn mặt của mình nó hài hòa hơn nữa. Thời gian đầu thì nói chung là mình nghĩ là ai cũng gặp cái vấn đề này, là kiểu như là mình chưa quen với cái việc là mình có cái mắc cài ở cái hàm răng thì nó sẽ hơi gây khó chịu một chút. Nhưng mà khi mà mình gắn một thời gian thì nó quen dần rồi ấy, thì mình cảm thấy nó bình thường, nó không có gây trở ngại nhiều trong cái vấn đề sinh hoạt hàng ngày. Sau khi gắn mắc cài thì cái chế độ sinh hoạt của mình thì cũng bình thường thôi. Cái thời gian đầu thì mình chưa quen, với cả mình dùng cái phương pháp là nới hàm, nong hàm ra, nó khác với các bạn khác, cho nên là cái thời gian đầu thì nó sẽ chưa quen, mình phải ăn cháo mất một thời gian đầu. Sau đó khi mình quen rồi thì mình vẫn ăn uống bình thường, sinh hoạt mọi thứ đều bình thường, nó không có cái gì là trở ngại cả. Bây giờ thì mình không gặp các cái vấn đề gì về trở ngại gì về sức khỏe cả, mọi thứ đều diễn ra rất là bình thường và hiệu quả.